sao đây em nặng quá vậy? Vi đâu đó? Vi đây nè. Hả? Sao em ở đây vậy? Thôi vậy mình chạy tiếp à. Bọn mày không được đi đường này. Không đi đường này được thì tao đi đường khác. Ủa sao tới đây anh không chạy nữa đi? Tại sao mà được, mày coi kìa, nguyên cái hồ nước luôn. Không lẽ mày muốn xuống biển chơi à? Vậy vậy sao? Phải quay lại. Sớm chuyện rồi con hả? Nghĩ sao mà thoát khỏi tay hai tụi chị được chị cưng? Khoan đã. Vậy cho một cái mệnh đi. Phiền ghê luôn nè. Coi tao đây. Bắt được tụi mày rồi. Ủa ai, sao nó biến thành hai cái này rồi? Nhỏ gái cho thằng hải sản nên thành cua. Ủa vậy còn thằng con trai? Trai thích ăn bánh mì nên là bánh mì chấm hải sản. Thôi vậy đó. Nó hợp lý à. Vậy bây giờ để tao biến thử coi mày mày ra cái gì nha. Thử. Mày ngồi đi, Trời đất ơi, sao thằng này nó thành đôi dép còn màu hồng nữa. Mà thôi kệ mày, có đôi dép mang cũng được. Thằng này vô dụng, cho ly luôn. Trời đất ơi. Quà, hiện nay bà Dê quyết định là sẽ bận cái bộ đàm trống động này để mình làm cái tre công chúa đi siêu thị thế lợn. Công chúa cinema thì dạng lợn thế nào? Cái gì vậy bà nội, bà làm công chúa là phải chấn động vậy hả trời? Đang ăn có miên đó à. Nhưng mà trước khi vào clip là mọi người đừng quên là nhấn like, subscribe, ủng hộ kênh của bà Dê nha. Đặc biệt bây giờ mình sẽ có 5 giây để nhấn với mọi người. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Trời ơi, đang làm gì vậy? Vậy đang bung lụa đó cơ. Trời ơi, con em bung tiếp đi nè. Ghê quá. Thật là quái trưởng các bạn à. Ok mọi người luôn ha, thì hôm nay tôi quyết định là sẽ làm clip mua tất cả đồ dùng học tập Cinnamon. Mặc dù đồ dùng học tập là không có cái băng đô, nhưng mà mình vẫn giới thiệu băng đô nha mọi người. Tại vì shop bà Dê có bán băng đô Cinnamon đó, giống như là cái băng đô bà Dê đỏ với băng đô trên đây vậy đó. Đúng có nhiều đồ Cinnamon mà giờ mới giới thiệu được đây nè mọi người. Trời, móc khóa dễ thương xỉu luôn mà không có lấy được tất ghê bé. Nhưng mà không sao, mình sẽ lấy được một cái set bút chì Cinnamon siêu cute đây luôn. Mọi người thấy ghê không bé? Đây 12 cái bút chì kèm thêm một cái đồ đẩy bút chì, một cái đồ chuốt nữa, giá chỉ có là 90 cà cây thôi. Bà Dê quyết định là sẽ lấy một cái nha. Ui, bà Dê phát hiện được ở đây có một cái hộp gọi là lọ đựng bút cute hình Cinnamon nè mọi người đó. Lọ đựng bút này á là mình có thể đem đi học, hoặc mình có thể để ở nhà mình trên bàn học của mình cũng rất là dễ thương luôn nha. Hộp bút này thì bằng da nên rất là xịn sò, xài hoài không có hư luôn bé, rất là ok la, và còn cute hộp men nữa. Rồi ok la, bà Dê quyết định là sẽ lấy cái hộp này nha. Rồi đây, tăng. Đồ dùng học tập thì vẫn có một cái dao gọt giấy nhỏ đó. Nhiều khi là hả mọi người gọt giấy đi, mọi người làm thủ công thủ ơ đồ đó, thì mình có thể là mua một cái đồ gọt giấy Cinnamon đó. Ngoài Cinnamon màu xanh này á thì mình còn có thêm bạn Burin nè, rồi bạn Melody nè, rồi bạn Kurumi nữa. Đây ngoài á hả set thước Melody với lại gấu dao, mình có set thước Cinnamon cho mọi người đó, tới 4 cái thước lợn siêu cute hộp men luôn. Giờ phát hiện đó là một cái set dạ quang hoạt hình nha mọi người, có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây dạ quang luôn. Melody, Bucha, rồi Burin, Hello Kitty, Kurumi với Cinnamon nha. Đặc biệt có bạn Cinnamon nên mình sẽ lấy nguyên cái set này, quá là tiện lợi luôn nha mọi người. Khi mà nhắc tới đồ dùng học tập thì tất nhiên không thể thiếu hộp bút cho mọi người, tại vì không có hộp bút thì mình không thể đựng bút vô được. Rồi ok, đây quầy hộp bút của shop là dê quá trời lại hộp bút luôn. Ngoài gấu dao nè, Doraemon nè, mình còn có thêm Cinnamon nữa nha chị em đó. Một cái hộp bút lông Cinnamon siêu cute hộp me, đặc biệt là ngoài hộp bút lông mình còn có hộp bút da nữa đây. Bữa bà Dê có giới thiệu bên cái clip kia đó. Đây mọi người, nguyên một cái hộp bút bình sữa Cinnamon bằng da luôn, rất là cute hộp me mà giá chỉ có là 35 cành cây thôi. Còn hộp bút lông thì sẽ là 55 cành cây nha. Đó, có hình Cinnamon là mình lấy hết luôn. Rồi mình lùi xuống đây xíu chị em là mình sẽ phát hiện được một cái món đồ này mới về tại shop bà Dê rất là đẹp, gọi là một cái túi vải lưới đó. Mọi người có thể thay thế cái túi này mình đựng bút cũng rất là ok la. Những bạn nào mà thích cái sự mà đơn giản á chị em thì mình có thể đựng bút lên đó, mà đặc biệt là có hình Cinnamon luôn nha. Ngoài Cinnamon mình còn có thêm Melody với lại Burin nữa, nhưng mà hôm nay mình mua Cinnamon nên mình quyết định là sẽ lấy một bạn. Nhắc về dụng cụ học tập thì chắc chắn không thể nào thiếu, đó chính là bao tập. Bao tập hả? Đây bao tập có không? Đó, shop về có bán bao tập luôn. Này, bao tập gấu dao, bao tập hóa học, rồi bao tập bãi biển xanh. Khoan đã, có Doraemon không? Không có Doraemon. Vậy chứ có cái gì? Em có này nè. Gì vậy? Phải bà Dê. Trời ơi, nhãn giữa bà Dê cái này là hiếm lắm. Tôi nghe nói là hết hàng mà sao đây có vậy? Hết hàng hả? Đâu ra? Nhập tới 1 triệu cái lận. Wow, ngay cái khu này bà Dê phát hiện được những cái bè kẹp giấy nó siêu đẹp luôn mọi người. Có Kurumi, Cinnamon, Melody, Burin đây. Bà Dê sẽ mở cho mọi người xem nha. Giá sẽ có là 25 cành cây mà mình có thể làm với nó đó. Bên đây mình có thể ghi ngày nè. Muốn cái này để về làm cái gì? Trời ơi, muốn này để về ghi lại những cái công thức nè, hay là những cái gì mà mình cần nhớ trong cái đầu mình mà mình không nhớ nữa, mình ghi ra đây để mình học. Nhưng mà tôi ghi không thì sao là sai được? Này dành cho học sinh anh ơi.
Ủa chị Dây, sao trong shop của bà có bán bộ dụng cụ làm bếp nữa vậy? Tào lao, cái này là bộ dụng cụ học tập anh ơi. Gồm có một cái kéo nè, một cái cuộn băng keo, rồi hai cái băng keo, rồi thêm một cái đồ bấm nữa. Nhưng mà bà bán nhiều như vậy thì sao bà lời được? Bà phải chia từng món bà bán bà mới có lợi chứ. Thôi bán xét vậy mọi người, bán xét vậy nhìn tiện lợi gọn gàng, rẻ tiền hơn cho bé. Rồi ok la, tiếp theo là bà Dây sẽ lết đi kiếm cinnamon tiếp. Có đồ dép cinnamon mọi người đó. Trời đất ơi. Wow, công nhận shop chị Dê nhiều cái viết đẹp quá. Bây giờ tôi sẽ kiếm con Kurumi. À, người ta đang quay cinnamon mà đi kiếm Kurumi là sao? Đây, bây giờ mình sẽ giới thiệu rất là nhiều đồ cinnamon cho mọi người luôn nha. Đó, đây là một cái xếp của ô hình cinnamon có tên là bố cinnamon kèm hai ngòi mực cho mọi người đó. Bình thường á lẽ hả mình sẽ không có mực thay, nhưng mà cái này á là bà Dê có kèm thêm hai ngòi mực, khi mà mình hết mực á thì mình có thể thay vô mình xài tiếp rất là ok luôn. Và còn có thêm một cái nắp đậy lại nha mọi người, rất là xinh đó, mà hình cinnamon luôn. Mà đặc biệt á là có cinnamon đậm, cinnamon sọc caro và cinnamon màu trắng nữa nha, rất là ok la liền luôn nha chị em ơi. Đó nên bà Dê quyết định là xài lên luôn. Bên góc này nè, bên đây ngoài Doraemon, Pikachu nè, gấu dâu nè, con cáo nè, thì mình còn có thêm bạn cinnamon đó. Một set búp như thế này gọi là set búp boy được mực tím nha mọi người, có tới 12 cây. Nhiều như vậy thì xài biết chừng nào nó mới hết. Đi một tháng xài 1 cây. Mua 12 cây là xài 5 chờ là vừa đủ luôn rồi đó. Thông minh lắm. Trời ơi, đảm bảo với mọi người luôn là cái quầy dưới đây siêu nhiều đồ cinnamon mà đồ dùng học tập luôn nha. Đầu tiên là bà Dê phát hiện được một cái đồ chuốt ngôi nhà cinnamon đó. Ngôi nhà này mình còn có thêm Kurumi nữa nè, rồi còn có thêm Kitty nữa nha chị em ơi, rồi còn có thêm cái bồn cầu unicorn nữa, rất là dễ thương, nhưng mà đồng giá là 20 cành cây. Bây giờ bà Dê quyết định là sẽ lấy một bạn cinnamon. Ngoài cái đồ chuốt thì mình còn có thêm búp. Đây, set búp này đầy đủ các nhân vật luôn như bà Dê đã nói đó. Có cinnamon, Kurumi, Melody, Bulgin, nói chung là đầy đủ hết nhân vật. Mà tại vì có hai cái búp cinnamon nên bà Dê quyết định là sẽ lấy cái bạn này đó, rất là ok la luôn ha. Còn tôi sẽ lấy cái bạn này. Không có được lấy. Tại sao? Hôm nay mua đồ cinnamon. Đây 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 mọi người, gom gom cinnamon, gom dẻo búp chì dễ thương không? Trời ơi, siêu dẻo luôn. Đó, nói chung là mình á hả, xài tới đâu mình bo tới đó. Cái gì vậy? Thử coi nó có dẻo cỡ nào. Ai tào lao quá anh ơi, mình lấy một cục gom mà đó, mình phải lấy thuốc nữa đây mọi người. Ngoài thuốc Kurumi, Melody, Bulgin, tất nhiên là phải có thuốc cinnamon rồi. Đồng giá là 10k một cây thôi nên bà Dê sẽ lấy một cây nha. Tuy nữa. Có thuốc Doraemon nữa nè Dê. Đúng rồi, mà hôm nay mua đồ cinnamon chứ phải đồ Doraemon. Sáng cây téo hàm nha. Ok luôn, tiếp theo thì bà Dê sẽ lết qua một cái quầy. Hồi nãy mà nói cái giếng cuối phải không? Ừ. Mua dầu thơm của shop BB House đi, đang giảm giá còn có 150 là xịt vô là bảo đảm thơm luôn. 150 mắc quá vậy, người ta đang sale nè má ơi. Mua một gấu bông dê dê đây, một gấu bông dê dê 250 tặng chai nút hai, có thấy lợi không không? Chỉ là lời được hai cái, cảm ơn nghe đi tính tiền thôi. Trời ơi, nhiều khi mọi người thắc mắc là mấy cái clip mà team filler của bà Dê là lấy từ cái gì đó. Thì bà Dê nói là lấy từ những cây bút này nha mọi người. Đây, bút chì bấm, có gấu dâu nè, có Kurumi nè, có cinnamon nữa. Hôm nay mình có chì bấm cinnamon siêu xịn sò. Bây giờ mình quyết định là sẽ lấy một cây nha. Đó, đây còn có một cái bóp xô cinnamon. Nhưng mà cái này không phải đồ dùng học tập nên bà Dê cũng không có được mua. Tại ha, biết rồi, xuống đây mọi người ơi đó. Dưới đây là có rất là nhiều sổ mà không biết là có. Ủa, tính tiền chỗ nào vậy? Cái shop mà bự quá không biết. Đi hẳn ra. Mọi người đây đây đây, bà Dê phát hiện được một cuốn sổ lò xo có vỏ sách cinnamon. Cái sổ này nhỏ như thế này thì mình có thể ghi những cái ghi nhớ để mình học cho kỹ vô cái đầu mình đó. Mẹ nhớ rồi, đây mọi người ơi, nguyên một cái set sổ, hai cái sổ mini cực kỳ là cute luôn, mà hình cinnamon với hình Melody, nên mình quyết định là mình sẽ lấy luôn hai cuốn sổ nha mọi người. Ở ngoài người ta chỉ vô đây nè. Ở đây không có tính tiền, không phải tính tiền. Thôi khỏi tính luôn đi. Mùa mưa tới rồi, bây giờ bà Dê quyết định là sẽ bán dù luôn mọi người ơi. Dù là có cinnamon luôn nha mấy kêu yêu ơi. Đây, bung cái dù ra là tới công chuyện liền mấy ơi. Ủa, bung sao? Dạ rồi, chế bung ra. Có cái nút đó chú. Nút đâu? Tránh ra đi. À, mấy cái bung gì đó hả? Nút đâu? Nút đây nè. Ủa là có nút bung giữ chứ, này tự kéo lên mà. Trong nhà người sao xài cái dù thì được. Trời ơi, cái đồ mới xài đây, cinnamon rồi mọi người thấy không? Đó, siêu đẹp luôn mọi người ơi. Nguyên một cái gỗ đồ dùng học tập như thế này mà không có cái gì để đựng chai lấy sách tay. Bởi vậy mình quyết định là sẽ sắm liền một cái cặp cinnamon. Trời đất ơi, đẹp quá chị em ơi. Chỉ có 250 cành thôi mà mình còn được tặng thêm 4 món đồ nữa. Ý 5 món lần trước đây. Tặng cho mọi người kèm theo một cái móc khóa cinnamon siêu cute nè, một cái huy hiệu cinnamon nè, và 3 tấm sticker cinnamon luôn nha. Đó, cinnamon luôn, quá đẹp luôn chị em ơi. Đó, cái cặp người ta nói là keo lì tái chanh chả quyên. Đó, rất là ok la rồi, chốt đơn. Trời đất ơi, quá trời xịn sò luôn. Nay mua sơ mà cũng được một cái gỗ cinnamon siêu đầy, và thường thêm một cái cặp nữa, quá là đẹp đó. Tính tiền giùm em đây. Ủa, tính tiền hả? Trời đất ơi, ăn giàu hoài lẻ đi. Ê,
cái cặp này là 350. Này mua ít ra 250 à. Cái này 50.35. Tính lẻ đi, tốc độ lên. Rồi tính lẻ luôn rồi, 5 triệu đó rồi xong á. Gì 5 triệu, làm gì mắc dữ vậy? Trời ơi, nhảy tình hôm nay tôi với bà bận đúng đồ màu xanh đồ cặp nên tôi mới đến bà 5 triệu đó. À bà quên, em chủ shop này mà. Mày trả tiền chứ. Khỏi, anh kệ đi. Bình thường em cũng tính y chang vậy đó. Trời ơi. Trời ơi, rồi hai người tính vậy tới khi nào? Bỏ dẹp shop luôn đi.